án bến xe miền Đông mới được đầu tư xây dựng tại vị trí giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, giữa vai trò đầu mối giao thông trọng yếu của thành phố đi qua các tỉnh thành trong cả nước. Vị trí này rất phù hợp để phát triển thành trung tâm trong mô hình phát triển đô thị gắn với các đầu mối giao thông công cộng. Với mục tiêu phục vụ 7 triệu lượt hành khách hàng năm và là hạ tầng phục vụ liên vận quốc tế và đưa khách đến sân bay Long Thành, bến xe miền Đông mới được thiết kế không gian mở thông thoáng, bao gồm sảnh đón khách, bãi chờ tài, kết nối nhiều chức năng tiện ích. Ông Trần Quốc Toản, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn Samco thông tin, trong tương lai gần, bến xe miền Đông mới sẽ là đầu mối giao thông quan trọng góp phần phát triển thành phố thông minh ở phía đông, thành phố Thủ Đức. Ông nói, tương lai, bến xe miền Đông mới sẽ là đầu mối giao thông quan trọng góp phần phát triển thành phố thông minh ở phía đông. Do vậy, bến xe miền Đông mới không chỉ là đầu mối giao thông mà còn được quy hoạch trở thành khu phức hợp, đa năng gắn với trung tâm thương mại, dịch vụ văn hóa, giao nhận hàng hóa logistics kết hợp với giải trí, hài hòa với khu vực quảng trường metro và cây xanh phục vụ cho sinh hoạt của cộng đồng. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Sở Giao thông cùng các sở đã chuẩn bị chu đáo về giao thông kết nối bên ngoài bến xe và hiện nay các công trình hạ tầng xung quanh đang tiếp tục được hoàn thiện. Cuối năm sau, tuyến metro số 1 đưa vào khai thác thương mại, nhà ga metro sẽ kết nối trực tiếp với giai đoạn hoàn chỉnh của bến xe. Trong tương lai, khu vực này sẽ có thêm các trung tâm khai thác dịch vụ logistics trở thành hình mẫu cho mô hình TOD tại Việt Nam. Về phía ngành giao thông thì chúng tôi cũng cố gắng cùng với đồng chí tiếp tục phối hợp kết nối các tuyến xe buýt, các loại hình vận tải thuận lợi để người dân tiếp cận, cũng như là chúng tôi sẽ tuần tra xử lý nghiêm những khu vực mà đón trả khách nếu có thể phát sinh trong giai đoạn này để đảm bảo bến xe chúng ta đưa vào hoạt động ổn định và tốt đúng với mục đích và tiêu chí của nó. Thưa quý vị, nhiều người dân ở quận 9 và Thủ Đức cũng đã tìm đến để tham quan bến xe mới. Anh Huỳnh Trọng ở Thủ Đức cho biết cảm nhận. Bến xe này thì chắc chắn là nó sẽ đẹp hơn ở cũ rồi. Cũ thì giao thông của mình nó ở đường ngõ nó còn đang chật chội, nên đây là nó thoáng đãng, đi lại nó sẽ tiện hơn. Theo ghi nhận, sau khi khánh thành, bến xe miền Đông mới còn khá vắng khách. Hiện chỉ có các tuyến từ bến xe miền Đông đến các bến xe từ tỉnh Quảng Trị trở ra đến các tỉnh phía Bắc hoạt động ở bến xe. Thêm vào đó, xe buýt kết nối đến bến xe cũng chưa nhộn nhịp. Anh Minh Nhân, nhà Thủ Đức cho biết, khi bước vào bến xe mới, không thấy những bạn hướng dẫn hành khách, riêng bến xe buýt ở trong bến đặt ở vị trí khá là bất tiện. Anh Minh Nhân nói. Tôi có đi một vòng ở khu vực mà trạm xe buýt ở phía dưới tầng hầm của bến xe miền Đông mới, thì tôi cảm nhận rằng là người dân á thì họ đi các tuyến xe buýt từ bên ngoài vào bến xe miền Đông á thì cũng rất là dễ, bởi vì ngồi trên xe chở thẳng xuống tới trạm cuối cùng của bến xe miền Đông. Nhưng mà từ ở trong bến xe miền Đông để mà bắt xe buýt đi ra ngoài phía ngoài á thì nó cũng có cái mặt là khó khăn. Thứ nhất là cái bến xe buýt á nằm ở phía dưới là tầng hầm, nằm ở phía sau của bến xe chứ không phải là ngay trước cổng của bến xe. Người dân không thể là đi vào ngay cổng rồi lên xe buýt là đi ngay được. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai nữa là vào người dân vào đây thì còn hơi bỡ ngỡ, là không có cái bảng hướng dẫn này chỉ đúng ở cái trạm xe buýt nó nằm ở đâu thì người dân vào đây thì phải hỏi thăm bảo vệ là cái muốn đi xe buýt thì như thế nào, rồi xuống hầm gửi xe, rồi sau đó mới ra cái bến xe buýt. Một người dân ở quận 9 đến bến xe tham quan chia sẻ, để bến xe miền Đông mới trở thành điểm kết nối giao thông ra các tỉnh thành khác, thành phố cần làm đường kết nối từ đây ra đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để vận chuyển thuận lợi. Nhất là sắp tới đây sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng thì vấn đề kết nối các điểm nóng giao thông này vô cùng quan trọng. Chúng ta từ từ ra chuyển dần ra thôi, nhưng mà nó mình phải tính kết nối. Tính kết nối thì bây giờ cái cao tốc bên kia là nó sẽ là cái lưu lượng chính, nó sẽ giải tỏa để ra khỏi thành phố. Và bây giờ ông đưa vào đây thì có nghĩa nó phải đi với đường Biên Hòa này. Và Biên Hòa này thì cái chỗ mà Khấu Nai kia là nó quá tải rồi. Nó lại phải đánh vòng ngược trở ra cái đường Võ Nguyên Giáp của bên Đồng Nai. Thực ra là kiểu gì thì kiểu nó sẽ đánh lật vào đường, nó đánh lật vào trong này. Nó sẽ đi vào trong Lê Văn Việt, Khấu Nai nó đi ngược vào trong cái cao tốc mà là phải ở đây này. Đúng rồi, nát trong nó nữa.
Thưa quý vị, tại bến xe miền Đông hiện hữu có tổ chức đại lý bán vé cho các tuyến đường có đầu bến tại bến xe miền Đông mới. Đồng thời, bến xe miền Đông mới cũng có tổ chức đại lý bán vé cho các tuyến đường đăng ký điểm trung chuyển tại bến mới nhưng xuất phát từ bến xe hiện hữu. Hành khách có thể đến mua tại quầy ở hai địa điểm này, mua trên trang điện tử vé xe miền đông.com.vn hoặc là mua vé qua số điện thoại 0368 292 292. Cứu thông tin này là em đâu đâu tra cứu thông tin về tuyến xe hay là đây là có thấy anh thấy sơ đồ xe buýt nè, bến xe Bắc Phan Thiết, cái mình bấm vô cái bảng này rồi nó sẽ hiện ra thông tin số điện thoại. Bên Phan Thiết thì nó sẽ không có xe chạy đây, nó chỉ có từ Quảng Trị gì phải không? Ví dụ như có tuyến Quảng Trị không đây, bấm vô miền Bắc, dù mình đi bến xe Giáp Bát coi. Thì ở đây nó sẽ hiện ra là thông tin của ba hãng xe là Vinamoto, Hiền Phước, Vận tải Sài Gòn. Cái này là số điện thoại, còn cái này cái mã của xe ha em, TB này là cái mã của xe. Đó, số điện thoại, vé thì không có hiện thị.